mình, chuyện của mình là... À, chính xác hơn thì chuyện của chúng ta... Bắt nguồn lúc ở nhà, tại CX. Trước khi có phép thuật, mình luôn nghiền ngẫm những con số để cố gắng tìm ra cách chính xác, cách thiên mã có thể bay trở lại. Rồi một ngày, mình đã có khoảnh khắc đột phá tuyệt vời. Có thể nói rằng lúc đó mình sắp bay được luôn. Cảm giác thật tuyệt vời, kèm theo là cảm giác sợ. Vì trước giờ chưa có thiên mã nào khác dám thử làm gì. Trên cả tuyệt vời. Đó là ngày mình có được tia chớp nhí này. Và đừng bỏ qua điều sắp xảy ra. Nhìn em gái của mình bay lên. Mình chưa bao giờ thấy điều gì giống vậy. Em gái mình thật là dũng cảm. Và đó là động lực giúp mình tự tin thể hiện lần đầu tiên trong cuộc đời. Ooh, make your mark, it's your spark, your cutie mark, oh yeah. Hip hip, hooray. Nè, cưng đó, mình đang dùng nó. Chiếm diễn đàn hơi lâu rồi nha chị. Chị đâu có lỗi gì. Ai biểu em truyền cảm hứng cho chị nói chi.